Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy với mọi người. Nhất là con V Smart Line 4 này, bản RAM 6 bộ nhớ 64, em bán với giá triệu 8 nhé. Máy gì đẹp keng rồi, không để chê cả. Siêu lưng siêu màn vẫn còn nhé, nét căng luôn. Các thông số cơ bản của nó thì nó có chạy con chip Snapdragon 675 này, bộ 4 camera AI 48 megapixel siêu chụp đêm màn hình tràn viền đục nổ rộng 6,53 inch pin của nó là 5.000 và có hỗ trợ sáng nhanh nhé pin rất là trâu em bỏ cái siêu cho mọi người xem màn hình của nó này nét căng luôn không một tỷ vết nhé ra một con này nó là 6g 6g nhé và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64g pin 5.000 pin rất là trâu và tất cả các chức năng thì đều ok hết phụ kiện đi kèm thì nó có cụ sạc nhanh 18w cặp sạc tai nghe nhé còn này thì em sẽ tặng thêm miếng dán cơ lực cho mọi người. Ốp lưng nhà em đang hết nên là chỉ tặng được mọi người miếng dán cơ lực thôi nhé. Bản giam 6 bộ nhiều 64, bán người là 1 triệu 8 này. Còn con LG G7, máy màu đỏ mặn nhé. Bản hàn 1C, 1 sim bản người 1 triệu 6, nâng zin đẹp, viền thì hơi sức nhẹ thôi, chứ không có bị cần móp gì đâu. Màn hình đẹp, không xước, không ám, màu gì cả, viền thị nét căng luôn. RAM một con này nó là RAM 4G, và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64G nhé. RAM 4 bộ nhớ 64 màn hình trần viền quyết tay thỏ tất cả chức năng ok hết bán người 1,6 triệu này. Con này là con LG G7 màn hình 1080 bán 1 1,6 triệu nhé máy màu xanh, nâng đẹp, viền chỉ sức nhẹ thôi. Không cần móp gì đâu, màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng. Để ra một con này nó cũng là ra 4 GB nhé Để ra một nó 4 GB. Và bộ nhớ lưu chữ của nó nó 64 GB. Tất cả chức năng đều ok hết, bán người 6 triệu này. Có này là con Xiaomi Boco M3 bản Việt 2 sim mọi người 1 triệu 8. Có này con này nó chỉ sức nhẹ thôi chứ không có bị cần mót gì đâu. Hơi sức ra một chút thôi nhé Màn hình đẹp. Không xước, không á mô đi cả. Ra của nó là 4 GB và bộ nhớ là 128 GB. Pin trâu nhá, pin của này cũng rất là trâu. Mọi người 1 triệu 8 này. Có này là con Boco C40 bản Việt 2 sim mọi người cũng là 1 triệu 8 nhá. Đấy, máy màu vàng. Ngoại hình chỉ sức nhẹ tí tí thôi, không cần mót gì đâu. Màn hình đẹp nhá, không có bị xước hay là ám mố gì cả ra một con này nó là giam 4 cộng 1 ghi nhé ra một nó 4 cộng 1 ghi này và bộ nhớ là 64 ghi bằng 1 triệu 8 này có thể con giết Note 11s nhé bản Việt hay xin vào ngày 2 triệu 9 nâng đẹp viền đẹp nhé. nói chung ngoại hình vẫn như đẹp kem rồi không có gì để chê cả màn hình đẹp không xước không á mố gì RAM của con này nó là RAM 8 cộng 4 g và bộ nhớ là 128 g. Màn hình AMOLED màu sắc đẹp, cảm ứng mượt mà nhé. Này là 2 triệu 9 này. Có con Xiaomi Mi Mix 3 bản Việt hai sim bảo người 2 triệu 8 nhé. Nâng đẹp, viền thì hơi sức móc nhẹ một chút rồi đường kính viền kim loại nên cầm rất là đầm tay nhé màn hình AMOLED đẹp này không có bị gì ám mố gì cả màn AMOLED này màu sắc của nó rất là đẹp cảm ứng mượt mà RAM của nó là 8GB và bộ nhớ 128GB Con màn hình tràn viền Nhìn bốn cạnh rất là cân đối nhé Cam thì siêu đẹp và siêu chất Cam của nó cam trước thì người phải trượt cái màn hình xuống nhé Thì nó sẽ có hai mắt cam trước này Flat và độ phân giải của nó là 240MP nhé Để Trượt lên thì nó sẽ đóng lại Cam sau cũng rất là đẹp Cái này là 2 triệu 8 này Quay con Oppo A91 nhé Bản Việt 6, là 2 SIM mà ngoài 2 triệu 8 này nâng đẹp viền đẹp nhé ngoại hình còn như là đẹp keng rồi màn hình con này là màn hình amoled nhé màu sắc đẹp cảm ứng mượt mà ra một con này nó là ram 8 cộng 3 g và bộ nhớ là 128 g bản về là 2 triệu 8 nhé con con genmi 8 nhé bản việt mà bản 2 sim bản ngoài hai triệu nâng đẹp viền đẹp ngoại hình thì cũng đẹp keng rồi chỉ tiếc cái màn hình hiển thị nó hơi án nhẹ một chút nhé hơi án lưu hình một chút nhé nói chung nó thuộc dạng ám nhẹ thôi, màn hình amoled nhưng mà nó hơi ám nhẹ một chút nhé. Ra một con này nó là ram 8g nhé, ra một nó là ram 8 cộng 3g này và bộ nhớ là 128g. Mọi chức năng hoàn hảo, ok hết nhé. bán người là 2 triệu 3, 3 này, Để cho Mi 8 nhé. Đây là con Samsung A01 này, e của nó 429 bản việt 2 sim bán người 550 nghìn. Ngoại hình con này thì sức giam khá là nhiều rồi, nói chung ngoại hình thì hơi cả xấu màn hình con này không xước hiển thị màn hình thì nó hơi ố nhẹ một chút ở đây nhé hơi ố nhẹ tí tí thôi cảm ơn các thứ thì ok hết nhé. và tất cả chức năng đều ok các ứng dụng cơ bản zalo facebook tiktok youtube thì cũng chạy ok nhé ra của nó hai g một nhóm 16 sáu g con này nó chạy android em nhớ không nhầm là android 11 một phải android 10 nhé con này nó chạy android 10 nên là các ứng dụng cơ bản Zalo, Facebook, TikTok, YouTube thì nó đều chạy ngon hết nhé. Mọi người đào bi cũng rất là ngon. 550 nghìn nhé có này con uh, Samsung A10 này Cái mây của nó là 798 bản Việt 2 sim bán người 600 Cam con này thì nó hơi mờ, xước thì nó hơi mờ Nói chung ngoại hình con này cũng cá sấu thôi Nhưng cái màn hình đẹp Màn hình thì cũng không có bị á mố gì cả Cảm ơn thứ ok ngon nhé Giam của con này nó là giam 2GB Và bộ nhớ nhưng chữ của nó là 32GB Đấy, Bán người 600 con này con A11 này, bản Việt 2 sim bán người 1 triệu 4, Lưng đẹp, viền đẹp nhé màn hình đẹp không xước không ám mối gì cả con này nó có màn hình tràn viền đục nỗ nhé RAM của con này nó là RAM 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g mọi người là một triệu tư nhá dòng này thì pin rất là trâu a 11 con này là con a 51 này e imei của nó là 897 bản việt hai sim bằng người hai triệu sáu đừng đẹp viền đẹp nhé màn hình đẹp không có bị xước hay là ám gì cả quay màn AMOLED để tràn viền đục nỗ nhé, màu sắc rất đẹp và mướt mượt mà RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Cấu hình rất là ngon, mã nguồn 2 triệu 6 này, A51 à, nhé Quay con nốt 20 Ultra 5G này, bản Mỹ 2 SIM mã nguồn triệu 2 Đừng đẹp, viền đẹp nhé, ngoại hình thì gần như đẹp keng rồi Màn hình đẹp, không xước, không á à mố gì cả Ra một con này nó là RAM 12GB và bộ nhớ 128GB nhá Chạy cũng rất là mượt mà, mã nguồn triệu 2 này coi là con S2 Ultra này bản Mỹ với hai sim nhé bản người 6 triệu 3 đừng đẹp viền thì cũng có bị xước uh, sức răm rồi sức răm thôi chứ không có bị cần mót về sau đâu màn hình thì không xước hiển thị màn hình nó bị đốm nhé nó bị đốm nó chỉ đốm thôi chứ không không có bị ám gì đâu và con này nó cũng bị lỗi cả cảm biến vân tay còn đâu tất cả chức năng khác thì ok nó bị đốm thôi nhưng mà cảm ứng ok hết nhé kể cả chỗ đốm thì vẫn cảm ứng bình thường chứ không có bị chết bất cứ một điểm cảm ứng nào nhé màn thì rất là trong trong sáng không có bị ám đâu duy nhất đốm đâu nó bị đốm với nỗi cảm biến vân tay em bán cho người đúng bằng giá men của nó thôi sáu triệu ba gần như là bằng một nửa so với máy đẹp rồi màn 120 trăm rất là mượt luôn RAM của nó là 8 g bộ nhớ 128 trăm hai nhá cực kỳ mượt mà cam thì siêu chất luôn đây cam trước này cam sau này nét căng luôn nhá zoom của nó này là 100 trăm x nhá này bán người sáu triệu ba này Vậy là con S7 nhá, email của nó là 256, bản là Hàn một sim khoảng rưỡi Hơn giá mên chút thôi, đừng con này thì cũng có bị rộp sơn rồi này, này. Viền thì chỉ xước răm thôi, không cần mót gì sâu đâu. Màn hình không xước nhưng mà hiển thị màn hình bị ám nhé con này ám lưu hình khá là nặng, nói chung là thuộc dạng ám nặng rồi. RAM 4 bộ nhớ của nó là 32 GB, cảm biến vân tay hỗ trợ cho nhanh ok hết nhé Chức năng của máy thì không có bị lỗi bất cứ một chức năng gì cả. Main thì cam kết mọi người là zin đẹp 100% rồi. Màn zin nhưng mà ám bán hơn giá bên cũng người chút thôi 650 000 nhá. Nói chung là 7 nó chạy rất là mượt mà, giá 4 mà. Có lẽ nó còn s 7 này. Email của nó là 564 bản Hàn một sim mà ngày 850 000 nhá. Cái nâng con này thay mới rồi, bóng đẹp không xước sát gì cả. Cam kết mọi người chỉ thay nâng thôi nhá, còn nó main màn zin, tất cả linh kiện khác đều zin nhá. Viền cũng chỉ xước nhẹ thôi, không cần móp gì đâu. Màn hình không xước, hiển thị màn hình thì nó cũng có bị ám điều hình nhưng mà thuộc dạng ám nhẹ thôi. Để so với con kia thì con này ám nhẹ hơn rất nhiều thôi ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g cảm biến vân tay hỗ trợ sạc nhanh ok hết nhé. chân sạc micro thôi nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh nhé. Đấy, 850 000 này. Con này con S7S này, con này màn của nó bị chỉ sạc mới đổ. Màn thay lý cho mọi người 350 000 nhé. Con này nó cũng là máy bản Hàn một sim. nâng zin đẹp, ngoại hình thì cũng còn rất là khá luôn. nâng uh, mới viền thì rất đẹp, chỉ hơi sức nhẹ tí thôi màn hình không xước đâu nhé, màn hình cong OLED này, màn hình OLED cong nhé, màn hình của nó, con này đang được để chế độ nền đen nên là mọi người sẽ không nhìn thấy đâu, thực ra để chế độ nền đen này mọi người dùng rất là ok này, đây, nó có sóng nhỏ đây, chồng người về nền trắng ngồi xem này, Đó. và nó cũng có bị ám một chút nhé, nói chung là nó cũng có ám điều hình này nhưng nó cũng thuộc dạng ám nhẹ thôi, đây nó có một đốm ở đây và một đốm ở trên mép này, đây và có đường dọc chỉ nhỏ nhé cảm ứng ok hết nhé không có bị chết bất cứ một điểm mà muốn là cảm ứng thì rất là mượt bà luôn. Đó. mà luôn nói chung bán thanh lý cho người bằng giá men thôi nói chung dùng tạm chữa cháy hoặc đào uh, bi hoặc là treo áp nhất để tùy mọi người nhé ra của nó là RAM 4 g s 7 s 4 bốn và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi nhé cảm biến vân tay hỗ trợ sáng nhanh đều ok hết nhé nói chung chức năng thì bên em test ok hết rồi nó chỉ có bị uh, nỗi bàn như vậy thôi bán thanh lý cho người ba trăm năm nhé con này là con S10e này, email của nó là 450 bản Mỹ một sim nó ngày 2 triệu tám nhé. Đấy, nâng thì con này nó hơi dột sơn tức là nó hơi dột sơn một chút ở chỗ phần mép cam này tí đi thôi không, đáng kể gì viền thì đẹp nhá viền thì cũng chỉ một vài vết chấm kim thôi không cần mót gì đâu màn hình này đẹp xuất sắc luôn không một vết xước và không có một vết á mố đâu cả giam sáu bộ nhóm một chạy cực kỳ mượt mà nhỏ gọn thôi nhưng mà chạy rất mượt mà nhá à, này là hai triệu tám này S10e nhé con này con S20 này email của nó 556 bản Mỹ 2 sim mà này 3 triệu 6 nâng đẹp này, viền đẹp nhé ngoại hình thì gần như đẹp keng rồi màn hình không xước hơi ố phim một chút ở trên phần mép này ố tí tí thôi thực ra là ố thì khi mình để màn hình nghỉ đen này thì mình mới nhìn thấy được cái vệt ố vàng vàng này thôi còn khi nó sáng mà lên thì gần như là mọi người sẽ không nhìn thấy được cái vệt ố đấy đâu Đó nó không ảnh hưởng đến hiển thị và cảm ứng màn hình đâu màn hình rất là trong không ám nhé ra một con này nó là ra 8 g bộ nhóm 128 gb nhé chức năng hoàn hảo ok hết là người ba triệu sáu này con này con s 20 mươi g này IMEI của nó là 242 bốn mỹ ai bán người ba triệu sáu nâng đẹp viền thì chỉ sức nhẹ thôi không cần bóp vậy đâu màn hình con này không xước hiển thị màn hình nó hơi ám nhẹ một chút nhé đây, hơi ám lưu hình nhẹ tí đi phần dưới thôi nói chung là ám siêu nhẹ mọi người không để ý của mình không biết độ ám của con này luôn đấy ám siêu nhẹ nhé ra của nó là 12 hai bộ nhớ 128 trăm hai mà một trăm hai mươi chạy rất là mượt mà luôn ám siêu nhẹ và con này ba triệu sáu nhé có này là con s 9 plus này email của nó bảy chín chín bản việt hai sim hai triệu tám nâng con này cũng chỉ sức nhẹ thôi vân tay của con này cũng có bị chóc sơn rồi nhưng vẫn cảm biến vân tay bình thường nhé viền thì đẹp nhé viền thì nét căng luôn không có bị cấn mót gì cả màn hình hơi xước răm này, màn hình hơi xước răm tí nhá. Nhưng hiện thì màn hình nó rất là trong, đẹp, không có à bồ gì cả. RAM của nó là 6 GB và bộ nhớ là 64 GB, 9 Plus nhá. Giá ngày 8 triệu này. Quay con S9 Plus này, IMEI của nó là 723, bản Việt 2 SIM, giá ngày 3 triệu nhá. Con này luôn lưng đẹp. Viền thì hơi sức nhẹ tí đi phần chân sạc thôi. Không cần móp đâu. Nói chung là ngoại hình thì còn rất là đẹp nhá màn hình thì có một vài vết sức nhẹ nó mèo tí ti thôi nó chung là không đáng kể gì cả dán miếng dán bpf vào thì gần như là mọi người sẽ không nhìn thấy rồi màn hình hiển thị thì nét căng luôn trong veo không một tí ám mố rồi nhé con này RAM uh, ra của nó là 6GB và bộ nhớ là 256GB đây là phiên bản M, cao nhất của, của S9 Plus S9 Plus thì nó có 3 phiên bản bộ nhớ 64, 128 và 256 nhé con này bộ nhớ 256 mà nó bán về cao hơn 200 nghìn số con kia Giá là 3 triệu nhé Quay lại con Note 9 này IMEI của nó là 532 Bản Việt 2 SIM bán về 3 triệu 7 Nâng zin uh, hơi sức nhẹ rồi Viền chỉ có một vài vết chấm kim thôi Không cần bóp gì đâu Màn hình đẹp nhé Không xước không ám bố gì cả Hiển thị nét căng ra một con này nó là giam uh, 6GB và bộ nhớ 128GB nhé Bán về là 3 triệu 7 này có là con nốt 10 Plus này, IMEI của nó 473 bản Việt hai sim, ngày 5 9. Nưng đẹp, viền thì chỉ xước nhẹ thôi chứ không có bị cần mót đi đâu. Đấy, xước nhẹ tí thôi nhá. Màn hình đẹp nhá. Không xước không ngá mố gì cả, hiển thị nét căng. Ra của con này nó là ra 12 GB và bộ nhớ là 256 GB. Tất cả mọi chức năng này hoàn hảo ok hết, bản ngày 5 triệu 9 này. trên đây là những máy hôm nay em bán rồi mọi người mấy gì cứ nhắn qua cho số 0344994 em nhé ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người